Tin mừng như đã mặc khải cho tôi. Phần 23. Bài số 43. Giê-xu tại Madala gặp Maria Magdalena lần thứ hai. Đoàn tùy tùng đủ số của các tông đồ ở chung quanh Giê-xu ngồi trên cỏ dưới bóng một khóm cây gần một dòng suối. Mọi người đều ăn bánh mì với phó mát và uống nước suối vì nó mát và trong. Các chiếc xăng đan đầy bụi nói lên rằng người ta đã cuốc bộ rất nhiều, và các môn đệ không xin gì hơn là được ngồi nghỉ giữa đám cỏ cao và mát. Nhưng đại nhân vật bước không biết mệt lại, không cùng một ý kiến. Vừa khi thấy đã qua giờ nóng nhất trong ngày, người liền bước lên trên đường, nhìn quanh, rồi trở lại và nói một cách đơn giản, đi thôi. Khi tới chỗ con đường rẽ đôi, đúng hơn là một ngã tư, vì bốn con đường cát bụi đều châu đầu vào chỗ này, Giê-xu bước cách cương quyết vào con đường về hướng Bắc. Chúng ta trở lại Ca-pha-na-âm ư? Phê-rô hỏi. Không, Giê-xu trả lời. Chỉ có một tiếng không duy nhất. Vậy đi Tê-bi-ri-át không? Phê-rô nhấn mạnh vì ông muốn biết. Cũng không. Nhưng con đường này dẫn tới biển Galilê, và ở đó có Tê-bi-ri-át và Ca-pha-na-âm. Cũng có Madala. Giê-xu nói một cách nghiêm trang để dẹp yên sự tò mò của Phê-rô. Madala ư? Ôi, Phê-rô hơi bị xúc phạm. Điều này cho phép tôi nghĩ rằng thành phố này nổi tiếng là xấu. Đi Madala. Đúng, đi Madala. Con nghĩ rằng con quá ngay lành để tới đó sao? Phê-rô, Phê-rô, vì tình yêu thầy, con sẽ phải tới. Không những một thành phố ăn chơi, mà vào trong một cái ổ điếm thực sự. Đấng Kitô không đến để cứu những kẻ đã được cứu, nhưng đến để cứu những kẻ đã hư mất. Và con sẽ là đá hay Sepha. Vì việc đó chứ không phải là Simon. Con sợ mình bị dơ à? Không, dù là nó. Và người chỉ vào Gioan trẻ măng. Con thấy không? Cả nó cũng không bị tai hại gì. Nó không, bởi vì nó không muốn. Cũng như con không muốn. Cũng như em con và anh của Gioan không muốn. Cũng như không ai trong các con lúc này muốn. Bao lâu người ta không muốn thì sự xấu không tới. Nhưng phải muốn cho mạnh và bền bỉ. Người ta kiếm được sức mạnh và sự bền bỉ nơi Chúa Cha bằng sự cầu nguyện với chủ ý ngay lành. Các con không biết được hết. Sau đó hãy cầu nguyện. Con nói gì Giuđa? Đừng quá tự tin, thầy. Thầy là Đấng Kitô mà thầy cầu nguyện không ngừng để có sức mạnh chống lại Satan. Còn có hơn thầy không? Sự kiêu căng là lỗ nẻ để Satan xâm nhập. Giuđa, hãy canh chừng và khiêm nhu. Matthew, con biết rõ nơi này. Hãy nói cho thầy biết nên đi vào đường này hay còn đường nào khác nữa. Thưa thầy, điều đó còn tùy. Nếu thầy muốn đi vào Madala của dân chài và nghèo thì đi đường này. Từ đây ta đi vào vùng ngoại ô bình dân. Nhưng con không tin. Nhưng con nói với thầy để cho một câu trả lời đầy đủ. Nhưng nếu thầy muốn đi vào vùng của các người giàu thì phải bỏ con đường này từ vài trăm mét rồi và theo một con đường khác, vì các nhà giàu ở gần chỗ đó và phải trở lại đằng sau. Chúng ta trở lại đằng sau vì chính Madala của những người giàu là nơi thầy muốn tới. Con muốn nói gì vậy Giuđa? Con có nói gì đâu thầy. Đây là lần thứ hai thầy hỏi con điều đó trong một thời gian ngắn.
Nhưng con không hề nói gì cả. Bằng môi thì không, nhưng con đã nói, nói rất nhỏ với quả tim. Con đã nói nhỏ với ông chủ của con, quả tim. Không cần phải có người khác như người đàm thoại để nói. Có rất nhiều lời chúng ta nói vì chúng ta, với chính chúng ta, nhưng không nên dèm pha hay vu khống, dù là với cái tôi riêng của chúng ta. Cả nhóm bước đi. Lúc này thì yên lặng. Con đường chính bây giờ là con đường lát bằng những phiến đá vung đủ ba tấc mỗi bề. Nhà cửa càng đi càng thấy giàu và đẹp hơn, giữa những vườn rau và những mảnh vườn sang trọng đầy hoa. Tôi có cảm tưởng Madala thanh nhã. Đối với người Palestine, đây là nơi ăn chơi cũng như một thành phố vùng hào, cũng như một thành phố vùng hồ Lombardia của chúng ta, như Cesa, Gardiner, Blanza, Bellagio, vân vân và vân vân, pha trộn với dân giàu Palestine. Có những người Roma chắc chắn là đến từ các nơi khác như Tiberias hay Caesarea, nơi mà ở chung quanh vị thủ hiến. Chắc chắn có những công chức, những đại thương gia để xuất cảng qua Roma những sản phẩm đẹp nhất của thuộc địa Palestine. Giê-xu đi vào đó vững vàng như người biết rõ sẽ đi đâu. Người đi men theo bờ hồ cho tới chỗ giới hạn, nơi các nhà đều có vườn ở phía trước. Những tiếng kêu xé trời thoát ra từ một nơi ở giàu có. Đó là tiếng đàn bà và con nít, và một cái giọng rất cao the thé kêu: "Con ơi! Con ơi!" Giê-xu quay lại nhìn các tông đồ. Giu-đa liền tiến lên: "Không, con không." Rồi Giê-xu ra lệnh: "Con, Mát-theo, vào coi xem cái gì." Mát-theo vào rồi ra: "Thưa thầy, một cục ảo đã. Một người đàn ông sắp chết. Một người Do Thái, tên sát nhân đã chạy trốn. Một tên Roma, người đàn bà. Bà mẹ và đứa con chạy vội tới, nhưng ông ta sắp chết. Chúng ta vào. Thưa thầy, thưa thầy, sự kiện xảy ra là tại nhà một cái người đàn bà, không phải là vợ ông ta. Đi." Họ đi qua một cái cổng mở rộng, vào một tiền đường vừa dài vừa rộng, mà sau đó cứ mở ra một khu vườn rất đẹp. Căn nhà tự như được chia ra bởi dãy hàng cột trụ rất sang bằng những cây xanh trồng trong các bình, bằng những bức tượng và các đồ khảm. Một cái gì trung gian giữa nhà khách và nhà kiến. Trong căn phòng mà cửa mở ra tiền đình, có những người đàn bà đang khóc. Giê-xu đi vào không ngập ngừng, và người không chào như thói quen. Giữa những người hiện diện có một thương gia, chắc hẳn ông ta biết Giê-xu. Vì thấy người, ông ta nói: "Vị Rabbi Nazareth", và ông chào người một cách cung kính. "Giuse, anh ta làm sao vậy?" "Thưa thầy, một lát dao đâm vào tim, hắn chết." "Tại sao?" Một người đàn bà tóc hoa râm rối bời đứng dậy. Bà đang quỳ bên người hấp hối, và bà cầm một tay đã cứng của anh ta, và với đôi mắt điên dại bà kêu: "Tại cô ta, tại cô ta! Cô ta đã trả nó lại cho tôi thành ma vương. Không còn mẹ, không còn vợ, không còn con, không còn gì cho nó nữa. Hỏa ngục phải chiếm giữ mày, Satan!" Giê-xu ngước mắt lên nhìn theo bàn tay run rẩy của người kết án, và người thấy trong một góc nổi bật bức tường màu đỏ thẫm, Maria Madala khêu gợi hơn bao giờ hết. "Tôi nói vì quần áo, không có gì cả cho tới nửa thân người, vì nàng nửa mình trần từ thắt lưng trở lên, được bao phủ bởi bằng cái lưới có mắt hình lục giác, đến những hạt tròn nhỏ tôi thấy tựa như những viên ngọc, vì nàng ở trong cái chỗ tranh tối tranh sáng,
nên tôi không nhìn rõ. Giê-xu lại hạ thấp cái nhìn. Maria bị kích động vì sự dửng dưng của người, liền đứng thẳng lên. Trong khi đó, nàng như bị đè nặng và nàng tỏ ra bất cần đời. Giê-xu nói với bà mẹ: "Bà ơi, đừng nguyền rủa, hãy trả lời tại sao con bà ở trong nhà này." "Tôi đã nói với ông rồi, tại vì cô ta làm cho nó thành điên." "Cô ta? Im đi." "Vậy anh ta cũng ở trong tình trạng tội lỗi vì gian dâm và là người cha bất xứng của những đứa trẻ vô tội này. Anh ta đáng bị phạt ở đời này cũng như ở đời sau. Không có lòng thương xót cho anh ta vì anh ta không sám hối, nhưng ta thương cho nỗi khổ của bà và thương những đứa trẻ vô tội này. Nhà bà có xa đây không?" "Khoảng 100 mét. Đỡ anh ta dậy và mang anh ta lại đó." "Không thể được thầy ơi, anh ta chết tới nơi rồi." Thương gia Du Xe nói: "Hãy làm điều ta nói." Họ lùng một cái tấm ván xuống dưới cơ thể người hấp hối và đoàn rước kiệu đi ra từ từ. Họ băng qua đường và vào trong một cái khu vườn nhiều bóng rợp. Các người đàn bà tiếp tục khóc lóc ầm ĩ. Khi họ ở trong khu vườn, Giê-xu quay lại hỏi người mẹ: "Bà tha thứ được không? Nếu bà tha, Thiên Chúa tha. Phải làm cho quả tim mình tốt để được hưởng ân phúc. Người này đã phạm tội và còn phạm tội nữa. Đối với anh ta, chết là tốt hơn. Vì còn sống, anh ta còn rơi vào đường tội. Anh ta sẽ phải trả lời nhiều hơn việc cái sự vô ân đối với Thiên Chúa đáng đã cứu anh ta. Nhưng bà và những người vô tội này," người chỉ vào bà vợ và các đứa con, "sẽ rơi vào thất vọng. Ta đến để cứu, chứ không phải để làm cho mất. Anh này, ta truyền cho anh, hãy trỗi dậy và hãy được lành." Người đàn ông lấy lại sự sống và mở mắt. Anh ta thấy mẹ anh, vợ anh và các con. Anh ta cúi đầu xấu hổ. Bà mẹ nói: "Con ơi, con ơi, con đã chết. Nếu người không cứu con, hãy tỉnh lại và đừng cuồng loạn một." Giê-xu ngắt lời bà già: "Im đi bà, hãy tỏ ra thương yêu như bà đã được hưởng. Nhà bà được thánh hóa do phép lạ, vì phép lạ luôn luôn làm bằng chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế, ta không muốn thi hành phép lạ trong cái nhà kẻ tội lỗi. Ít là bà, hãy giữ cho nhà bà được như vậy. Dù anh ta không biết làm như vậy, bây giờ hãy săn sóc cho anh ta. Rất chính đáng là anh ta phải đau một tí. Bà hãy tốt. Bà và các con, những đứa trẻ, chào." Giê-xu đặt tay trên đầu hai người đàn bà và các đứa trẻ. Rồi người đi qua trước mặt Maria Magdala, vì nàng đã theo đoàn tùy tùng tới đầu đường, rồi đứng tựa lưng vào một cái thân cây. Giê-xu đi chậm lại, làm như để chờ các môn đệ. Nhưng tôi tin, người làm thế để cho Maria có cơ hội làm một cử chỉ gì, nhưng cô ta không làm. Các môn đệ lại với Giê-xu. Phê-rô không kiềm chế, nói với Maria vài hình dung từ thích đáng giữa hai hàm răng của ông. Và nàng, để tỏ ra bất cần đời hơn, đã rống lên cười. Điều đó đúng là một chiến thắng tội nghiệp cho nàng. Nhưng Giê-xu đã nghe những lời của Phê-rô. Người quay lại và nói cách nghiêm nghị: "Phê-rô, thầy không nguyền rủa. Con đừng nguyền rủa. Hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Không có gì hơn." Maria thôi cười, cúi đầu lủi đi như con linh dương vì nhà nàng. Bài số 44. Tại Magdala, trong nhà mẹ của Benjamin, phép lạ vừa xảy ra. Vì các tông đồ đang nói vì nó, dân thành cũng đang bình luận, giơ tay chỉ ông thầy cho nhau khi người ra đi. Thẳng thắn và nghiêm trang,
về vòng ngoài ô thành phố, về khu của những người nghèo. Người dừng lại gần một mái nhà nhỏ. Từ trong nhà, một thằng bé nhảy sổ ra. Bà mẹ theo sau nó. Bà ơi, bà có đĩa cho tôi vào trong vườn của bà và nghỉ ở đó một lúc cho tới khi mặt trời bớt nóng không? Chúa ơi, xin vào, cả trong nhà bếp nữa nếu ngài muốn. Con sẽ mang lại cho ngài nước và cái gì để ngài dùng. Đừng nhọc công, thầy chỉ cần nghỉ trong cái vườn yên tĩnh này là đủ. Nhưng người đàn bà muốn dâng cho người nước pha. Với cái gì tôi không biết. Rồi sau đó bà quanh quẩn trong vườn, tự như bà muốn nói, nhưng không dám. Bà săn sóc các đám rau, nhưng chỉ là giả vờ. Thật ra, bà săn sóc cho thầy, nhưng đứa nhỏ quấy rầy bà. Nó la lớn mỗi lần nó bắt được một con bươm bướm hay là côn trùng gì. Điều đó làm bà không nghe được những gì Giê-xu nói. Bà không kiên nhẫn được nữa, và bà cho thằng bé một bạt tai, làm nó càng la to hơn. Giê-xu đang trả lời cho Giê-lô-te vì ông hỏi người: thầy có tin là Maria cảm động không? Người đã trả lời: hơn là có vẻ. Người quay lại và gọi đứa bé. Nó chạy lại để nín khóc trên đầu gối người. Người đàn bà kêu: Benjamin lại đây, đừng làm phiền. Nhưng Giê-xu nói: để kệ nó, nó sẽ tử tế và để bà yên ổn. Rồi người nói với đứa nhỏ: đừng khóc, má đâu có làm con đau, má chỉ làm cho con vâng lời. Bà chỉ muốn làm con vâng lời. Tại sao con la lối khi bà muốn sự yên lặng? Có lẽ bà cảm thấy khó chịu và tiếng la của con làm phiền bà. Thằng bé rất sống động, với sự ngay thẳng hồn nhiên của những đứa bé đã làm thất vọng cho người lớn liền nói: không, bà không khó chịu, nhưng bà muốn nghe những gì thầy nói. Bà đã nói với con như vậy. Nhưng con muốn lại bên thầy. Con giả vờ làm ồn ào như vậy để thầy nhìn con. Mọi người đều cười, và người đàn bà liền đỏ mặt như mặt trời. Đừng đỏ mặt bà ơi, lại đây. Bà muốn nghe thầy à? Tại sao? Bởi vì thầy là đấng Mê-si. Có lẽ chắc thầy là đấng Mê-si với những phép lạ thầy đã làm. Con rất sung sướng nghe thầy. Con không bao giờ ra khỏi Ma-đa-la vì con có một ông chồng khó tánh và 5 đứa con nhỏ. Đứa nhỏ nhắc được 4 tháng và thầy không bao giờ tới đây. Thầy đã tới đây trong nhà bà. Bà thấy đó. Vì vậy mà con muốn nghe thầy. Chồng bà đâu? Lạy Chúa ở ngoài biển. Nếu ông ta không thả lưới thì cả nhà khỏi ăn. Con chỉ có cái vườn nhỏ này, làm sao có thể đủ cho 7 người? Vả lại, gia kia rất muốn mảnh vườn này. Hãy kiên nhẫn bà. Mỗi người đều có thập giá của mình. Ồ không, các đàn bà mặt dày mày dạn chỉ có sướng vui. Thầy đã nói công việc của họ: các mụ chơi đùa và làm khổ người khác. Các mụ không phải mệt để nuôi con và làm việc. Các mụ không phải phòng tay vì cày cuốc. Các mụ không phải trầy da vì thuốc giặt. Các mụ đẹp tươi mát. Sự luận phạt của Eva không áp dụng cho các mụ. Đúng hơn, các mụ là sự luận phạt cho chúng con và các con và các ông. Thầy hiểu con. Thầy hiểu bà. Nhưng hãy biết rằng họ cũng có thập giá của họ. Những thập giá đáng ngại. Rất đáng ngại hơn những cái thập giá người ta không nhìn thấy. Thập giá vì sự kết án của lương tâm, sự khinh dễ của người đời, sự ruồng bỏ của máu mủ, sự nguyền rủa của Thiên Chúa. Họ không sung sướng đâu. Con hãy tin điều đó. Họ không phải mệt vì sinh con và làm việc. Họ không bị thương tay chân bởi công việc, nhưng họ cảm thấy nát lòng cùng với sự xấu hổ. Con tim họ chỉ là một vết thương
đừng ước ao dáng vẻ đẹp đẽ của họ, sự tươi mát của họ với bề ngoài thanh thản của họ. Đó là cái màn phủ lên sự đổ nát đầy ân hận, làm cho họ không được bình an. Đừng thèm những giấc ngủ của họ. Con, bà mẹ ngay thẳng, mơ vì các đứa con thơ ngây của con. Đối với họ, cái gối là cơn ác mộng. Và mai này, khi tới tuổi già hay cơn hấp hối, họ chỉ có hối hận và sợ hãi. Đúng vậy, con xin lỗi. Thầy cho phép con ở lại đây không? Hãy ở lại. Chúng ta sẽ kể một dụ ngôn rất hay cho Benjamin. Và những người không phải là con nít sẽ áp dụng vào chính họ và vào Maria Madala. Hãy nghe đây. Các con ngờ việc Maria có thể trở nên tốt. Không một dấu hiệu nào nơi nàng chứng tỏ nàng sẽ làm các bước này. Dày dạn và bất cẩn, ý thức được hoàn cảnh của nàng và uy thế của nàng. Nàng đã dám thách đố mọi người và đi tới ngưỡng cửa căn nhà mà người ta đang khóc vì nàng. Trước lời khiển trách của Phêrô, nàng trả lời một tràng cười trước cái nhìn mờ gọi của thầy. Nàng cứng như một cách kiêu căng. Có lẽ các con muốn rằng, vì tình yêu đối với Lazaro và tình yêu đối với chính thầy, thầy cần nói thẳng với nàng và nói lâu giờ để khuất phục nàng bằng sức mạnh của thầy và cho nàng thấy quyền lực đấng Messi cứu thế của thầy. Không, không như vậy được. Thầy đã nói điều đó vì một người tội lỗi khác. Từ nhiều tháng nay rồi, các linh hồn phải tự ý. Thầy đi qua, thầy ném một hạt giống. Hạt giống sẽ làm việc cách âm thầm. Linh hồn phải được tôn trọng trong công việc của nó. Nếu hạt giống đầu tiên không ăn rễ được, ta sẽ gieo một hạt giống khác, rồi một hạt khác nữa. Ta chỉ từ bỏ khi có các bằng cớ chắc chắn vì sự vô ích của việc gieo hạt, rồi cầu nguyện. Việc cầu nguyện giống như là xương trên đất. Nó giữ cho đất mát và sinh sản, và hạt giống có thể nảy mầm. Con không làm như vậy đối với rau của con sao? Bây giờ hãy nghe dụ ngôn về công việc của Thiên Chúa trong các con tim để thiết lập nước người. Bởi vì mỗi con tim là một nước nhỏ của Thiên Chúa trên trái đất. Rồi sau cái chết, tất cả các nước nhỏ này sẽ gộp lại thành một nước trời, nước không giới hạn, thánh thiện và vĩnh cửu. Nước của Thiên Chúa trong các tâm hồn được tạo ra bởi người gieo giống của Thiên Chúa. Người đến lãnh địa của người. Con người thuộc về Thiên Chúa, vì mọi người đều thuộc về Thiên Chúa từ nguyên thủy của nó. Và người gieo hạt giống của người, rồi người đi tới một lãnh địa khác, tới với một cái tâm hồn khác, ngày tiếp theo đêm và đêm theo sau ngày. Ban ngày có mặt trời, có mưa. Trong trường hợp này là tình yêu của Thiên Chúa soi chiếu và sự khôn ngoan của người đã đổ tràn ra để nói với tâm hồn. Ban đêm có các vì sao và sự yên lặng nghỉ ngơi. Trong trường hợp này là sự cân nhắc của ánh sáng Thiên Chúa và sự lặng lẽ giúp cho tâm hồn trầm mặc và chiêm ngắm. Hạt giống trong những nối tiếp của các ảnh hưởng không nhận thấy được của các sức mạnh quan phòng này sẽ trương nở nứt ra, đâm rễ cắm vào đất và đẩy lên ra bên ngoài những chiếc lá nhỏ đầu tiên. Và nó phát triển. Tất cả diễn ra, diễn tiến xảy ra không có sự giúp đỡ của con người. Đất làm nảy sinh tự nhiên cây cỏ từ hạt giống. Rồi cây tự lực nảy bông, rồi bông lên lớn lên, vươn thẳng phình ra cứng lại, trở nên vàng, chắc nịch hoàn hảo trong công việc tạo thành. Trong công việc tạo thành hạt, khi nó chín, người gieo trở lại, đặt cái hái vào đó, và vì đã tới lúc hoàn tất cho hạt giống, nó không thể nào phát triển ra nữa. Và đó là lúc tiếp nhận nó. Lời thầy cũng làm việc như vậy trong các tâm hồn. Thầy nói các con tiếp nhận lấy các hạt giống, nhưng công việc thì chậm rãi. Phải tránh tất cả những hư hỏng của sự can thiệp không phải lúc. Thật gây go chừng nào cho việc hạt giống nhỏ phải mở ra và cắm cái rễ của nó vào trong đất. Với những con tim cứng ra, cứng cỏi và cục cằn mang rợ, công việc này khó khăn hơn. Nó phải mở ra cho người ta lục lọi, phải tiếp nhận những thứ mới.
phải khổ sở để nuôi nó, phải tỏ ra khác trước, vì nó phải được bao bọc bằng những điều kiện khiêm tốn và hữu ích, và không còn có những khoa trương lôi cuốn vô ích của những phát triển dồi dào đã bao phủ nó trước kia. Nó phải bằng lòng làm việc cách khiêm tốn, không lôi kéo sự thán phục, để thực hiện một cách hữu ích những cái ý tưởng của Thiên Chúa. Nó phải huy động tất cả khả năng của nó để phát triển và sinh bông. Nó phải tiêu hao tình yêu để trở nên hạt, và sau khi đã toàn thắng sự kính trọng của loài người, một điều rất 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 vất vả, sau khi đã mệt mỏi chịu đựng để thích nghi với chiếc áo mới của nó, đây bây giờ nó phải lột trần để chịu một cái sự cắt tỉa kinh khủng, cho đi tất cả để có tất cả, luôn luôn lột trần để được mặc lại ở trên chiếc áo của vị thánh. Đời sống của một người tội lỗi trở lại thành thánh là một cuộc chiến đấu lâu dài nhất, anh hùng nhất, vinh quang nhất. Thầy nói điều đó với các con. Các con hãy hiểu, bởi vì thầy đã nói với các con là thầy hành động đối với Maria như thầy đã làm là rất chính đáng. Có phải thầy đã hành động khác đối với các con không mà theo? Không, không Chúa ơi. Vậy hãy nói sự thật cho thầy, hãy kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của thầy chinh phục con hơn hay những quở trách chua chát của các pha-ri-siêu? Chính sự kiên nhẫn của thầy tới nỗi đây, bây giờ con ở đây, các pha-ri-siêu với sự khinh dĩ của họ và sự tuyên cáo trục xuất của họ làm cho con càng khinh họ hơn. Và vì khinh, con đã hành động xấu hơn như chưa bao giờ làm như vậy đối cho tới lúc đó. Đó, đã xảy ra như vậy. Người ta trở nên cứng cựa hơn trước trong tội lỗi. Người ta thấy bị xử như tội nhân. Nhưng nếu thay vì một lời lăng mạ, lại là một cái vuốt ve tới, khi đó người ta sửng sốt, rồi người ta khóc. Và khi người ta khóc, nền tảng của tội lỗi bị lung lay và sụp đổ. Người ta trở nên trần trụi trước lòng tốt, và người ta hết lòng năn nỉ nó, mặc lại cho người ta bằng chính nó. Con đã nói rất hay, Benjamin, câu chuyện làm con vừa ý không? Có. Hoan hô. Còn má? Má đâu rồi? Jacoby Onfe trả lời. Bà ta ra ngoài, vào cái đoạn cuối của dụ ngôn, chạy vắt giò lên cổ. Vào con đường này, có lẽ bà ra biển để coi xem chồng bà đã về chưa. Thomas nói. Không. Bà tới nhà má già của bà để đón các em con. Bà dẫn chúng đi tới đó để có thể làm việc. Đứa trẻ nói trong khi nó tì một cái cách tinh cẩn lên cái đầu gối của Giê-xu. Và mày ở lại đây là ông trẻ à? Mày phải là con rắn lục thật đẹp nếu mày ở lại một mình. Bartolomeo nhận xét. Tôi là đứa lớn và tôi giúp bả để chiếm nước thiên đàng. Các bà tội nghiệp. Mày mấy tuổi rồi? Phêrô hỏi. Trong 3 năm nữa, tôi sẽ là con trai của lề luật. Thằng bé nói một cách hãnh diện. Mày có biết đọc không? Tha đi hỏi. Có, nhưng tôi đọc từ từ. Bởi vì thầy giáo đặt tôi ra bên ngoài cửa hầu như mỗi ngày. Tôi đã nói mà, Bartolomeo nói. Nhưng tôi hành động như vậy là bởi vì ông thầy già và xấu. Và ông ta luôn luôn nói cùng một thứ làm cho tôi buồn ngủ. Nếu ông ta giống như ông này, và nó chỉ vào Giê-xu, tôi sẽ chú ý nghe. Ông có đánh những đứa ngủ và giỡn không? Ông chả đánh ai cả. Nhưng ông nói với các học trò của ông rằng hãy chú ý nghe. Vì điều tốt cho con ông, vì điều tốt cho các con và vì tình yêu đó với thầy. Giê-xu trả lời, phải như vậy đó, vì tình yêu, không vì sợ. Nếu con trở nên tốt, thầy giáo sẽ yêu con. Ông chỉ yêu những người tốt thôi sao? Vừa nãy ông nói rằng ông kiên nhẫn với những người tốt. Lý luận của đứa trẻ rất chặt chẽ. Ông tốt với mọi người.
Nhưng ông yêu nhiều những ai trở nên tốt. Và với họ, ông rất, rất, rất tốt. Đứa trẻ suy nghĩ rồi, nó ngẩng đầu lên và hỏi Matthew. Ông đã làm thế nào để trở nên tốt? Tao yêu người. Đứa trẻ lại suy nghĩ. Rồi nó nhìn 12 ông và nói với Giê-xu. Họ có tốt cả không? Chắc chắn họ tốt. Ông có chắc không? Thỉnh thoảng con rất khôn ngoan. Nhưng là những lúc con muốn làm những điều ngu xuẩn thật lớn. Mọi người đều cười ầm ĩ. Nó cũng cười. Cái thằng bé có hứng nói thật. Giê-xu cũng cười. Ôm ghì nó trên trái tim người và cho nó một cái hôn. Từ lúc này, đứa trẻ cảm thấy dễ chịu với mọi người. Nó muốn giỡn và nói, bây giờ tôi sẽ nói ai là người tốt. Và nó bắt đầu chọn. Nó quan sát tất cả và đi thẳng lại với Juan và Henry. Những người ở ngay bên cạnh và nó nói, ông và ông lại đây. Rồi nó chọn hai ông Jacobi và dắt họ lại với hai ông đầu. Rồi nó lấy tha đi. Nó đứng rất trầm ngâm dưới Gelote và Bartolomeo rồi nói, các ông già, nhưng các ông tốt. Và nó để hợp với những người trước. Nó cứu xét Phêrô, người chịu cuộc thanh tra với những cái liếc mắt khôi hài. Và nó thấy ông tốt. Matthew cũng được qua. Philip cũng vậy. Với Thomas nó nói, ông cười nhiều quá. Tôi nghiêm chỉnh. Ông không biết sao. Thầy giáo của tôi nói rằng ai cười hoài thì sẽ thi rớt. Nhưng cuối cùng Thomas cũng được đậu với điểm 6. Nhưng ông được nhận cho đậu. Rồi thằng bé trở lại với Giê-xu. Thằng bé, còn tao nữa. Tao đâu phải là một cái cây. Tao trẻ và đẹp. Tại sao mày không cứu xét tao? Bởi vì tôi không thích ông. Má tôi nói rằng, khi có cái gì ta không thích thì đừng động tới. Ta để yên nó trên bàn, để người khác lấy, để cho ai thích. Và má nói, nếu ai cho cái gì mà ta không thích thì đừng nói. Tôi không thích cái này, nhưng ta nói cảm ơn, tôi không đói. Tôi không đói ông. Nhưng thế nào, nhìn đây, nếu mày nói với tao rằng tao tốt, tao sẽ cho mày đồng bạc này. Tôi sẽ làm gì với nó? Người ta có thể mua được cái gì với một lời nói dối? Má tôi nói rằng những cái đồng tiền kiếm được bằng cách lừa gạt sẽ trở nên như cọng rơm một lần với cái giá của một lời nói dối. Tôi đã làm bà ngoại phải cho tôi một đồng bạc để tôi mua một cái bánh tráng nướng mật. Nhưng ban đêm, đồng bạc biến thành rơm. Tôi đã để nó trong một cái lỗ dưới cửa để ban sáng tôi lấy. Nhưng tôi đã tìm thấy ở đó một cọng rơm. Nhưng tại sao mày không thấy là tao tốt? Tao có cái gì? Bàn chân nứt nẻ à? Hay tao xấu? Không, nhưng ông làm tôi sợ. Nhưng tại sao? Icariot lại gần đứa bé và hỏi nó. Tôi không biết. Hãy để tôi yên, đừng động đến tôi. Nếu không tôi sẽ cào ông. Con nhím ghê chừng nào. Nó điên rồi. Juda cười gượng. Tôi không điên, nhưng chính ông là người độc ác. Và nó ép vào ngực Giê-xu. Người vút ve nó và không nói gì. Các tông đồ trao đổi với nhau những câu đùa giỡn vì sự tình cờ không được rực rỡ của Juda. Trong lúc đó, người đàn bà trở lại với khoảng hơn 10 người. Rồi có thêm người nữa. Và đó
lại một ít người nữa, và còn những người khác nữa. Họ lên tới khoảng 50 người, toàn là người nghèo. Thầy sẽ nói với họ chứ, ít nhất là một lát, bà này là má chồng của con, và đây là các con, ông này là chồng con. Lạy Chúa, xin một lời, người đàn bà nói giọng năn nỉ. Để cảm ơn bà đã cho thầy trú. Phải, thầy sắp nói. Người đàn bà đi vào trong nhà vì đứa bé của bà đòi mẹ. Rồi bà ngồi trên ngưỡng cửa để cho nó bú. Hãy nghe đây, thầy có trên đầu gối thầy đây một bé trai. Nó đã nói rất khôn ngoan. Nó đã nói tất cả những thứ người ta có được do sự lừa đảo sẽ trở nên rơm rác. Mà nó đã dạy cho nó chân lý này. Đó không phải là một chuyện ngụ ngôn. Đó là một chân lý đời đời. Cái người ta làm không thật thà sẽ không bao giờ thành công. Quả vậy, sự dối trá trong lời nói, trong hành động, trong tôn giáo luôn luôn là dấu hiệu của một giao ước với Satan. Ông thầy của sự dối trá, đừng tin rằng những cái việc cho phép ta chiếm hữu được nước trời là việc ôm sồm huyên náo, nhưng là việc thông thường công cộng, nhưng làm với mục đích siêu nhiên của tình yêu. Tình yêu là hạt giống của cái cây nảy sinh trong các con. Nó phát triển và vươn lên tới trời. Và chính dưới bóng của nó, tất cả các nhân đức khác nảy sinh. Thầy so sánh nó với một cái hạt cải bé tí. Nó bé chừng nào? Một trong những loại hạt nhỏ nhất mà người ta gieo. Nhưng hãy nhìn, khi cây phát triển, nó trở nên mạnh chừng nào với những chồi nảy thật đầy, thật dày, và nó có cho biết bao nhiêu là trái. Không phải 100%, mà là 100 từ 1. Hạt giống nhỏ nhất, nhưng hoạt động nhất, và các con được lợi biết bao. Cũng giống như vậy với tình yêu. Nếu các con gói kín trong lòng các con một hạt giống tình yêu với Thiên Chúa rất thánh và với đồng loại của các con, và nếu mọi hành động của các con đều được kích thích bởi tình yêu, các con sẽ không bỏ qua một luật lệ nào trong thập giới. Các con sẽ không nói dối Thiên Chúa bởi một tôn giáo giả tạo. Có thi hành nhưng không có tinh thần. Các con sẽ không nói dối tha nhân bằng cách sống, bằng lối sống như những đứa trẻ vô ơn, những vợ chồng gian dâm, hay cả đánh đòi hỏi, hoặc như những thương gia không thật thà, những kẻ dối trá trong mọi liên lạc, những kẻ hung dữ mà các con gớm ghét. Hãy coi vào giờ nóng bức này, biết bao con chim trú ẩn trong các cái chòm lá của khu vườn này. Chỉ một thời gian ngắn nữa, các cây cải này, bây giờ còn nhỏ, sẽ thực sự là cái vàng cho chúng đậu. Tất cả các con chim sẽ đến nơi trú ẩn của các cây rậm rạp và hiếu khách này. Các con chim non sẽ học bay cách an toàn giữa các tầng lá, như các bậc thang để bay lên, và như các lưới chăng cho khỏi bị rớt. Tình yêu cũng giống vậy, nó là cái nền tảng của nước Thiên Chúa. Hãy yêu và người ta sẽ yêu các con. Hãy yêu và các con sẽ biết tương hợp. Hãy yêu và các con sẽ không tàn nhẫn để đòi hỏi quá mức được phép nơi những người phục tùng các con. Hãy có tình yêu và lòng chân thành để được sự bình an và vinh quang trên trời. Nếu không thì như Benjamin đã nói, tất cả các hành vi của các con được hoàn thành do nó nói dối với tình yêu và sự thật, sẽ biến thành rơm cho cái giường hỏa ngục của các con. Thầy không nói với các con điều gì khác. Thầy chỉ bảo các con hãy luôn luôn hiện diện trong tâm hồn
các con cái luật lớn lao của tình yêu, và hãy trung thành với tình yêu Thiên Chúa và là chân lý, và với sự thật trong mọi lời nói, hành động, tâm tình. Vì sự thật là con của Thiên Chúa, vì phần các con hãy có một công việc liên tục để nên hoàn thiện giống như hạt giống phát triển tới tột đỉnh của nó. Một công việc lặng lẽ, khiêm tốn, kiên trì. Hãy chắc chắn rằng Thiên Chúa thấy sự phấn đấu của các con và sẽ thưởng cho các con nhiều vì một hành vi ích kỷ mà các con đã thắng, một lời nói xấu mà các con cầm giữ lại, một đòi hỏi mà đáng lẽ các con chỉ không đòi khi các con có thể dùng nó để giết kẻ thù. Các con sẽ là những kẻ chiếm hữu nước trời nếu các con sống ngay chính, tự xây dựng bằng những thực hành bé nhỏ mỗi ngày với lòng tốt, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, bằng lòng với những gì mình có, với sự tương thân tương ái, với tình yêu, tình yêu, tình yêu. Hãy tốt, sống bình an với nhau. Đừng gièm pha, đừng xét đoán. Như vậy Thiên Chúa sẽ ở với các con. Thầy cho các con sự bình an của Thầy như sự chúc phúc và sự cảm ơn vì lòng tin các con đã có nơi Thầy. Rồi Giê-xu quay về đàn bà và nói: Xin Thiên Chúa chúc lành cho con cách đặc biệt, vì con là người vợ và người mẹ thánh. Hãy kiên trì trong nhân đức. Chào Benjamin, hãy luôn luôn là người yêu sự thật, và hãy vâng lời má con. Phúc lành cho con, cho các em con, cho bà mẹ. Một người đàn ông tiến lại, ông ta băn khoăn và ấp úng: Nhưng tôi cảm động điều thầy nói với vì vợ tôi. Tôi không biết. Có lẽ ông không có mắt và sự thông minh chăng? Có chứ. Tại sao ông không dùng nó? Ông muốn thầy mở nó ra không? Thầy đã mở nó ra rồi. Lạy Chúa, nhưng tôi yêu bà lắm, thầy biết. Nhưng chỉ vì người ta quen thói và người ta tin mình được đòi hỏi quá mức bởi vì người kia tốt hơn chúng ta. Đừng làm vậy nữa, ông luôn luôn nguy hiểm với cái nghề của ông. Đừng sợ những cơn gió lốc nếu Thiên Chúa ở với ông. Nhưng nếu đó là kẻ bất chính thì rất đáng sợ. Ông hiểu không? Còn hơn là thầy nói, nhưng con sẽ tìm cách vâng lời thầy. Con không biết. Và ông nhìn vợ ông tựa như ông thấy bà lần đầu tiên. Giê-xu chúc lành và đi ra trên con đường nhỏ. Người tiếp tục con đường của người về miền quê. Bài số 45: Bão tố yên lặng. Sự êm dịu của con bữa nay lớn lao chừng nào. Con làm việc theo thùa như cha đã biết, và con nghe nhạc với những người trong gia đình. Như vậy con đã giải khuây với những cái thứ quen thuộc. Thì đây, bác thằng thị kiến đến là làm con thu tâm và cho con một khuôn mặt khác. Mà may thay, chỉ có mình Paula, một mình Paula hiểu. Con ở trong niềm vui này suốt buổi chiều cho tới khi con lên cơn suy yếu thường lệ. Nó xảy đến sớm hơn mọi khi, bởi vì khi con có những thị kiến này, các sức mạnh của thân xác con, nhất là về tim, bộc lộ một sự phân tán mạnh mẽ, làm con hết đau vì được đền bù bằng niềm vui thiêng liêng lớn lao. Bây giờ mọi người đều ngủ, con loan báo cho cha niềm vui của con. Con đã thấy tin mừng của lễ hôm nay. Cha lưu ý rằng sáng nay khi đọc nó, con đã tự nhủ: đây là thời kỳ vì tin mừng mà con sẽ không bao giờ thấy, vì con đã quá ít sẵn sàng để thấy một thị kiến. Nhưng vào lúc mà con ít nghĩ tới nhắc, thì nó đã đến và đổ tràn niềm vui cho con. Đây là điều con thấy. Một chiếc thuyền bồm không lớn quá độ,
nhưng không nhỏ. Đó là chiếc thuyền đánh cá. Trên đó 5-6 người có thể di chuyển một cách thoải mái. Nó đang rẽ sóng trên nước mặt hồ xanh đậm. Giê-xu ngủ ở đầu thuyền, phía tay lái. Người mặc đồ trắng như thường lệ, người gối đầu trên cánh tay trái, bên dưới đầu và tay. Người để áo khoác xanh xám của người đã được gấp gọn. Người ngồi chứ không nằm trên sàn thuyền, tựa đầu vào cái bửng ở chỗ tận cùng đầu tay lái. Tôi không biết tên mà các người đi biển gọi cái chỗ này. Người ngủ yên hàng, người mệt, người bình an. Phêrô giữ tay lái, Andre lo săn sóc bòm, Joan và hai người nữa. Tôi không biết họ là ai. Xếp lại thứ tự các dây thần và các lưới ở đáy thuyền, tựa như họ sửa soạn để đánh cá. Có lẽ vì đêm tới, tôi thấy ngày đã xế, mặt trời đang lặn ở phía tây. Tất cả mọi người đều thắng áo lên để thoải mái tự do trong các cử động của họ, và để đi từ chỗ nọ tới chỗ kia trong thuyền. Khi bước qua các mái chèo, các ghế, các rổ, thúng và lưới mà không bị vướng vít với y phục của họ, tất cả đều đã cởi áo khoác ra. Tôi thấy bầu trời tối, mặt trời khuất sau các đám mây. Cơn giông có thể tới bất ngờ từ sau đỉnh một ngọn đồi. Gió đẩy họ lẹ làng ra giữa hồ. Gió lúc này ở trên cao và mặt hồ chỉ còn yên lặng. Chỉ có điều nó có màu tối hơn và xếp ly trên mặt nước. Đây chưa phải là những con sóng, nhưng nước đã bắt đầu dao động. Phêrô và Andre quan sát bầu trời và mặt hồ, và họ sẵn sàng cách lèo lái để vào bờ. Nhưng gió bạc xuống mặt hồ, và trong vài phút tất cả đều như sôi lên và sủi bọt. Các con sóng đập vào nhau và vào thuyền, nâng nó lên, hạ nó xuống, quay nó như theo mọi ngã, ngăn cản cách lèo lái của tay bánh lái. Và vì gió làm ngăn trở cánh buồm nên họ phải cuộn nó lại. Giê-xu ngủ, các bước chân, các tiếng nói khích động của các môn đệ, cũng như tiếng gió rít và tiếng sóng đập vào mạn thuyền và mũi thuyền, không làm gì cho người tỉnh dậy. Tóc người bay theo gió và nó nhặn một ít bụi nước, nhưng người vẫn ngủ. Joan đi từ mũi thuyền tới tay lái. Ông kéo chiếc áo khoác của ông ở bên dưới chiếc bựng nhỏ và đắp cho người với một tình yêu tế nhị. Sóng gió càng lúc càng trở nên dữ dội, nước hồ đen như mực, lũng xuống bự bọt sóng. Chiếc thuyền bị nút chững dưới sóng và bị đẩy ra khơi bởi gió. Các tông đồ vất vả để tát nước mà sóng tạt vào thuyền, nhưng việc đó cũng như vô ích. Bây giờ các ông bị bổm trong nước, đã lên tới nửa cái ống chân, và con thuyền không ngừng thêm nặng. Phêrô hết bình tĩnh và kiên nhẫn. Ông giao tay lái cho em ông, rồi ông đi lảo đảo về phía Giê-xu, và ông lắc người rất mạnh. Giê-xu thức dậy và ngẩng đầu lên. Thầy ơi, cứu chúng con chết mất. Ông la lên với người, vì phải la lớn mới nghe thấy được. Giê-xu nhìn người môn đệ đăm đăm, người nhìn các người khác, rồi người nhìn cái hồ. Con tin rằng thầy có thể cứu chúng con không? Lẹ lên thầy, Phêrô kêu. Trong khi thực sự, một cái núi nước đang từ giữa hồ tiến lại về phía con thuyền tội nghiệp. Ta nói đó là một cái cây nước vì nó cao dễ sợ. Các môn đệ nhìn thấy nó liền quỳ gối, bám vào cái nơi nào đó như họ có thể tin rằng đây là tận cùng.
Giê-xu trỗi dậy đứng trên tấm bựng ở đàn mũi thuyền. Bóng dáng trắng của người nổi bật trên bão tố xanh mét. Người giơ tay về phía sóng và nói với gió: "Ngừng lại và im đi." Và nói với nước: "Yên tĩnh lại, ta muốn vậy." Khi đó ngọn sóng vĩ đại liền tan thành bọt và sụp xuống, không gây một tổn hại nào. Một tiếng gào cuối cùng tắt đi trong âm thanh thì thầm, tựa như tiếng gió rít biến thành hơi thở hắt ra. Và bên trên chiếc hồ bình an, bầu trời trong sáng trở lại, và trong con tim các môn đệ đức tin và lòng trong cậy trở về. Sự oai phong của Giê-xu tôi không thể nào tả được, phải nhìn thấy để hiểu. Tôi thưởng thức nó trong tâm hồn tôi, vì nó luôn luôn hiện diện cho tôi. Và tôi lại thấy giấc ngủ của Giê-xu yên hàng chừng nào, và thế lực của người trên sóng gió mạnh mẽ chừng nào. Bài số 46. Những bất hạnh giúp các con thấy sự hư vô của các con. Sau đó Giê-xu nói: "Cha không giải thích tin mừng cho con theo người á mà mọi người giải thích. Cha sẽ soi sáng cho con về những điều xảy ra trước cái bài tường thuật này của tin mừng. Tại sao cha ngủ ư? Có phải cha không biết rằng cơn bão sắp xảy ra không?" Đó, cha biết, chỉ mình cha biết. Vậy tại sao cha ngủ? Maria ơi, các tông đồ là những con người sinh hoạt với thiện chí, nhưng vẫn còn là con người. Con người luôn luôn tin mình có khả năng cho tất cả, khi thực tế họ có khả năng được việc gì. Họ đầy tự mãn và dính chặt vào cái bám, cái biết làm của họ. Phêrô, Andre, Giacôbê, Gioan là những dân tài giỏi. Vì thế họ tin rằng không có ai hơn họ trong vấn đề điều khiển con thuyền. Cha, đối với họ, cha là vị đại Robby, nhưng là số không vì thủy thủ. Vì vậy, họ cho là cha không có khả năng giúp họ. Và khi họ lên thuyền để băng qua biển Galilee, họ xin cha ngồi yên, vì cha không có khả năng vì những việc khác. Tình cảm của họ ở đó cũng còn có chuyện khác nữa, tức là họ không muốn làm cha mệt về thể xác, nhưng sự dính bén của cái biết làm của họ mạnh hơn tình cảm. Maria, cha chỉ áp đặt trong vài trường hợp đặc biệt, còn thường cha để cho các con tự do và cha chờ đợi. Bữa đó cha mệt và họ xin cha nghỉ ngơi, tức là để họ làm, vì họ rất có khả năng. Vậy thì cha ngủ. Trong giấc ngủ của cha có pha lẫn sự nhận biết này: con người là con người, họ muốn tự mình hành động, không cần kể đến Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ xin được giúp họ trong cái điên thiêng liêng này, trong cái mù thiêng liêng này. Cha thấy hết mọi thứ điếc và mù thiêng liêng mà trong bao thế kỷ và bao thế kỷ đã đưa người ta tới cái chỗ hư mất vì đã muốn tự mình hành động. Trong khi cha nghiêng xuống trên những nhu cầu của họ và chờ họ gọi cha tới giúp. Khi Phêrô kêu: "Cứu chúng con!" sự cay đắng của cha rơi xuống như hòn sỏi khi người ta buông tay. Cha không phải là người. Cha là người Thiên Chúa. Cha không hành động như các con hành động. Các con, khi ai đã từ chối lời khuyên hay sự giúp đỡ của các con, và các con thấy họ ở trong cái sự khó khăn trở ngại,
Nếu các con không có đủ ác tâm để vui mừng, các con cũng đủ xấu để khinh dễ, dửng dưng để nhìn họ và không lay chuyển trước tiếng kêu cứu của họ. Bằng thái độ của các con cho họ hiểu rằng khi tao muốn giúp mày, mày đã không muốn. Bây giờ hãy tự xoay sở lấy. Nhưng cha là Giê-xu, cha là đấng cứu chữa. Cha và cha cứu chữa Maria, cha luôn luôn cứu chữa ngay khi người ta gọi cha. Những kẻ tội nghiệp sẽ có thể bác bẻ. Vậy tại sao Chúa cho phép bảo tố biệt lập hay tổng quát nổi lên? Nếu bằng sức mạnh của cha, cha phá hủy sự dữ dằn, dù là cái gì cũng vậy, các con sẽ đi tới chỗ tin rằng mình là tác giả của điều tốt, mà trong thực tế đó là một ơn của cha. Và các con sẽ không bao giờ nhớ tới, không bao giờ nhớ tới cha nữa, không bao giờ nữa. Các con cái khốn khổ, các con cần sự đau khổ để nhắc cho các con rằng các con có một người cha. Giống như đứa con phung phá, nó chỉ nhớ đến một người cha khi bị đói. Các nỗi bất hạnh giúp cho các con thấy sự hư vô của các con, sự vô lý của các con, nguyên nhân của biết bao sai lầm và sự độc ác của các con, nguyên nhân của biết bao tang tóc và đau thương, các lỗi lầm của các con, nguyên nhân của những trừng phạt mà người ta làm cho chính mình. Và sự hiện diện của cha, sức mạnh của cha, lòng nhân từ của cha, đó là điều tin mừng ngày nay nói với các con. Tin mừng của các con trong thời hiện tại. Hỡi các con cái tội nghiệp, hãy gọi cha. Giê-xu chỉ ngủ bởi vì người lo ngại phải nhìn thấy các con không có tình yêu đối với người. Hãy gọi cha và cha sẽ tới. Bài số 47. Các người Gê-ra-sa bị quỷ ám. Sau khi đã băng qua hồ từ hướng Tây Bắc về phía Đông Nam, Giê-xu truyền cho Phê-rô lên bờ tại Íp-bô. Phê-rô văn lời không bàn luận. Ông cho thuyền xuôi tới cái cửa một con sông nhỏ mà mưa xuân và cơn bão vừa qua đã làm tràn đầy và chảy ồn ào khi nó đổ ra hồ qua một cái họng hẹp đầy đá giống như tất cả bờ hồ tại điểm này. Các đứa con trai gác thuyền, mỗi thuyền có một đứa, được lệnh chờ cho tới chiều để trở về Capernaum. Hãy nín lặng như con cá. Nếu người ta hỏi chúng mày, Phêrô khuyên, nếu có ai hỏi chúng mày, ông thầy ở đâu? Hãy trả lời cách bảo đảm rằng, tôi không biết. Cũng nói như vậy nếu người ta biết người đi về hướng nào, đó là sự thật vì chúng mày không biết. Họ chia tay và Giê-xu leo lên một lối đi dốc hầu như là thẳng đứng trên núi đá. Các tông đồ theo người trên con thuyền khó khăn này cho tới cái đỉnh núi, nơi nó sang ra như một cao nguyên rộng, trồng đầy cây xoài. Ở đó người ta chăn rất nhiều heo, những con vật ghê tởm. Chúng ngăn cản chúng ta qua, Bartolomeo kêu. Không, chúng đâu có ngăn cản ta, có đủ chỗ cho hết mọi người. Giê-xu trả lời bình tĩnh. Người chăn heo khi thấy các người Israel tìm cách lùa đàn heo tới bên dưới cái cây xoài để cho trống đường và các tông đồ đi qua, vừa đi vừa làm hàng ngàn thứ nhăn mặt câu mày giữa các cái đống phân để lại cho do các con vật béo, và chúng còn làm chay trét khi chúng lấy mổm ủi đất. Giê-xu đi qua không bày những chuyện đó. Người nói với các người chăn heo,
Xin Thiên Chúa thưởng công cho các anh vì sự tử tế của các anh. Các người chăn bầy là những người nghèo, chỉ hơi bớt dơ hơn các con heo của họ một tí, nhưng bù lại họ vô cùng gầy gò hơn. Họ ngạc nhiên nhìn Giê-xu, nhìn người rồi nói với nhau. Một đứa nói: nhưng không phải một người Israel sao? Nhưng đứa khác trả lời: chứ mày không thấy những cái tua rua ở y phục của ông ta sao? Đoàn giảng đạo tụ họp lại. Bây giờ họ có thể đi tấm lại vì cái con đường đủ rộng. Phong cảnh ở đây thật đẹp, cao hơn mặt nước hồ chừng vài chục mét, nhưng nó cho phép nhìn thấy tất cả tấm gương nước với các cái thành phố rải rác trên mặt hồ. Tiberias là một huy hoàng với những kiến trúc tuyệt đẹp ngay ở trước mặt nơi các tông đồ đang ở. Ở đây, ngay ở dưới chân núi đá huyền vũ, bãi cạn tông đồ đang ở. Bãi cạn hẹp hiện ra. Ở đây, ngay ở dưới chân núi đá huyền vũ, bãi cạn hẹp hiện ra như một chiếc gối xanh lục. Trong khi ở bờ bên kia từ thành phố Tiberias tới cửa sông Giô-đan là một cái đồng bằng lớn mà nước sông đã ứ đọng thành bãi lầy. Ở đây dòng sông như trì trệ để lấy đà đổ vào hồ rồi giảm tốc độ, làm giảm cái tốc trong cái chiếc hồ an tĩnh. Đồng bằng này đầy tràn đầy thứ cây và bụi rậm đặc biệt nơi bùn lầy. Người ta thấy ở đây đủ loại chim săn mồi dưới nước với màu sắc sặc sỡ, tự như chúng được phủ bằng những châu báu. Tôi thấy nơi này như một cái vườn. Các con chim bay ra từ các bụi cỏ hay bãi sậy, lượn trên mặt hồ nhào xuống để chộp một cái con cá, rồi trở lên với vẻ tuyệt vời hơn. Do nước làm sóng động hơn các cái màu lông của nó, rồi trở về đồng bằng đầy hoa, nơi gió vui chơi trò đu đưa các màu sắc. Bên này, bên trái lại toàn là rừng sồi cổ thụ. Dưới tàn lá của chúng, cỏ lá mềm mại một màu ngọc bích. Bên ngoài dãy rừng, sau một thung lũng, núi lại lên cao, làm thành một cái gò đá dốc. Trên đó có căn nhà được xây bám vào nền đá. Tôi tin là núi đá và các kiến trúc chỉ là một, tạo ra như là các cái hang động để cư trú, pha lẫn kiểu thành phố hang động với thành phố phường, với thành phố thường. Đặc biệt là thành phố này nhiều mức mặt phẳng, bởi đó mái của nhà bên dưới ngang với cái lối vào tầng trệt của căn nhà bên trên. Trên những phía núi dốc thẳng hơn, thẳng tới nỗi bị cắm hết mọi